Hello, xin chào tất cả các anh chị. 3 loài tài sản bất động sản sẽ biến thành đất vàng khi luật đất đai được áp dụng vào ngày 1 tháng 8 năm 2024. Vậy là luật đã được áp dụng sớm hơn 5 tháng so với quy định. Tại sao, điều gì diễn ra mà luật lại được áp dụng sớm? Cái thứ nhất là để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp, những cá nhân và đặc biệt là những anh em Việt kiều có cơ hội để đầu tư sớm hơn, để thị trường sớm ổn định hơn. Vậy thì cần phải làm điều gì khi luật đất đai được áp dụng và chúng ta hiểu như thế nào về cái luật đất đai cũng như luật kinh doanh bất động sản và luật đầu tư bất động sản? Vậy thì cái thứ nhất khi luật đất đai được áp dụng, một trong những cái đấy là 105 thị xã thành phố không cho phân lô bán nền. Và thường thì cái gì hiếm, cái gì khó khăn, cái gì được cấm thì cái đó nó sẽ đặt lên. Giống như thị trường vàng vừa rồi, đó là một cái thị trường khi đang còn độc quyền thì là vàng đã lên đến 90, có thời điểm 92, nhưng bây giờ đã đưa vào được áp dụng trong ngân hàng và đã được ngân hàng kinh doanh bất động sản thì được ngân hàng kinh doanh về vàng. Như vậy khi được kinh doanh như vậy thì đồng nghĩa với việc không có sự khan hiếm thì nó sẽ đồng loạt giảm, làm sao cân bằng được với vàng của thế giới thì lúc đấy được gọi là cái ngưỡng đầu tư an toàn. Vậy thì ta cần làm gì khi luật đất đai được áp dụng để biến tài sản của mình thành những cái đất vàng? Đó là cái đất nền mà có khu vực dân cư nha anh chị. Đất nền nhưng phải có khu vực dân cư sinh sống. Cái thứ hai là phải có được diện tích, đường, hành lang, quy hoạch rõ ràng để ô tô nó đi vào được. Đất nền có rất nhiều loài đất nền. Đất nền mà không có giá trị sử dụng như thời gian vừa qua đang được đi xa, và nhiều anh chị đi xa quá không tìm được cái cơ hội quay về, đấy được gọi là cũng là đất nền nhưng không có khu dân cư và không có giá trị sử dụng. Thì đây mình muốn chia sẻ lại với anh chị là đất nền ở tại địa phương như đô thị, đặc biệt đô thị loại 1, đô thị loại 2, loại 3 và thị xã được cấm phân lô bán nền mà có giá trị sử dụng dựa trên nhu cầu của khách hàng, dựa trên cái dòng tiền được cho thuê trên cái tài sản mà đặt quy định đó. Đó là cái thứ nhất mà mình muốn nhấn mạnh. Cái thứ hai là cái đất nền nhưng phải có hạ tầng giao thông được thay đổi theo những cái lộ trình quy hoạch bài bản, và đặc biệt là người sử dụng cuối cùng mong muốn được sử dụng được. Cái thứ ba là đất nền nhưng phải có đồ ô tô được, đường phải thông thoáng. Còn đất nền mà thời điểm này dù nằm trong trung tâm thành phố nhưng nếu mà xe máy thì đấy cũng không có giá trị tăng trưởng trong tương lai, bởi vì với cái thập niên của việc ô tô, với thập niên một ngày sản xuất hàng chục ngàn xe như vậy cho các doanh nghiệp về ô tô, thì lúc đấy với thị trường ô tô rẻ nó sẽ xuất hiện, thì cái xu hướng đầu tư trong tương lai ngoài việc luật đất đai được áp dụng thì phải dựa trên những cái mà sắp tới sẽ diễn ra, nhu cầu nó như thế nào. Là cái đất nền là một trong những cái cần phải kiểm tra, thẩm định cũng như xem quy hoạch và nhu cầu của khách hàng khi luật đất đai được áp dụng. Và Đình cũng muốn nhấn mạnh thêm một điều, tại sao nhiều người ở khu vực phía Bắc thời gian vừa rồi họ biết là đất nền vùng ven nó đắt nhưng họ vẫn mua, bởi vì họ tìm một cái kênh trú ẩn. Lúc đấy vàng đang xôn xao lên nhưng nhiều nhà đầu tư họ đã có tài chính, họ đã có tầm nhìn thì họ đã quay sang, họ chuyển đổi sang đất, bởi vì họ biết sớm hay muộn thì cái thị trường bất động sản vẫn là cái nhu cầu của người mong muốn để thế hệ sau, và càng lo lắng, càng tiết kiệm, càng tích trữ về đất. Đó là lý do thứ nhất mà bất động sản khi luật đất đai sẽ áp dụng được thành vàng. Đó là một trong những cái xu hướng thứ nhất. Cái xu hướng thứ hai đó là bất động sản nông nghiệp. Từ xưa đến nay rất nhiều anh chị chúng ta không quan tâm về đất nông nghiệp, nghĩ rằng cái việc đất nông nghiệp đó là để dành cho những người mà nông dân xuất hiện từ người nghèo, những người mà chỉ là bán đất bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, suốt ngày cầm cùi trên những cái cánh đồng. Thì hiện nay những cái đó chưa chắc là chính xác, bởi vì hiện nay những khu vực mà được nông dân thôn hóa, những khu vực được thành thị đô thị hóa liên tục, nó không còn phân biệt giữa tỉnh này với tỉnh kia là có sự chênh lệch. Khu công nghiệp được lan tỏa ra các tỉnh khác nhau, nó không còn độc quyền giống như ngày xưa là Bình Dương, là Bắc Ninh, là Bắc Giang là thị trường phải là thu hút người dân lao động đến đó mong muốn để làm việc. Nhưng hiện nay thì người dân họ đã dạt về những khu vực nông thôn, những địa bàn sinh sống của họ. Thì hiện nay đất nông nghiệp, ngoài việc người ta tranh thủ đi làm ở công ty thì quay về người ta làm vườn, hoặc đặc biệt là có một cái chính sách, cái luật được áp dụng, đấy là đất nông nghiệp có thể được gọi là tín chỉ về carbon. Hẳn cái này rất mới với rất nhiều anh chị chúng ta trong cái việc là sắp tới sẽ có nhiều khu vực trong quy định sẽ là của thế giới sẽ mua cái tín chỉ carbon. Và cái tín chỉ carbon này là gì thì Đình sẽ chia sẻ vào những cái video sau, bởi cái này Đình thì chia sẻ những cái bất động sản nó sẽ biến được thành vàng. Đó là khi cái đất rừng mình sử dụng, cái đất nông nghiệp đó mình có thể khai thác về khu vực cây trên đấy hàng tháng, hàng năm, hàng cây ăn quả hoặc những cái việc du lịch ra thì còn bán được thêm cái tín chỉ carbon. Trong cái tín chỉ carbon đó thì có sẽ Đình vừa rồi có một cái chương trình đi tham gia, Đình không nghĩ mình sẽ có cơ hội nghỉ. Có nhiều cái vùng đất nó rẻ đến mức độ mà không cần tưới tiêu, nhưng 1 hecta nó chỉ đẩy 200 đến 300 triệu. Nó mang đến cho mình rất nhiều cơ hội trong việc là tín chỉ carbon, trong việc là thu nhập trên cái việc là cây ăn quả, cây trồng như cà phê, như điều. Và thêm đó lại có một cơ hội đó là để làm du lịch trải nghiệm đến đó nha anh chị. Bởi vì khi luật đất đai được áp dụng thì trong đó có một mục đấy là đất nông nghiệp sẽ được phù hợp gọi là đa dạng hóa mục đích. Khi mục đích có thể là thương mại, có thể là chúng ta được chụp ảnh check in, nghỉ giường, homestay trên đó, nhưng không được thay đổi hiện trạng đất. Đó là một cái điều để làm tăng thu nhập cho cái đất nông nghiệp, trên cái việc mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái đất nông nghiệp chỉ để chuyên sử dụng về đất nông nghiệp. Thì hiện nay luật mới sẽ được thay đổi về cái đấy, tạo điều kiện cho những khu vực có những cái quỹ đất lớn, đất rừng để tăng thu nhập cho những người dân mà ở vùng sâu, vùng xa, hoặc những người dân khai thác triệt để được cái nguồn thu đến đó, vừa du lịch, vừa cây ăn quả hoặc cây trồng cây lâu năm. Đó là những cái mà mang đến cho những cái nguồn thu sau này. Thì đấy lại là một trong những cái cơ hội mà nhiều anh chị nghe hơi mới. Bởi vì trước đây chúng ta tại sao lại tập trung chuyên về đất mà gọi là đất ngôi nhà thứ hai, tại sao chuyên tập trung về đất du lịch là đất biển, tại sao trước đây là đất mặt đường, mặt phố, gọi là đất mặt phố bộ làm quan. Nhưng hiện nay là chưa chắc cái điều đấy, chưa chắc là chính xác, bởi vì trong quá trình hiện nay thì quá trình quan trọng nhất đấy là phải có được dòng tiền, phải có được thu nhập, phải có được phục vụ được cái dòng tiền trên cái việc kinh doanh của đồng vốn mình bỏ ra thì mang đến là lợi nhuận. Cái thứ ba có thể biến thành vàng trong cái đất mà có thể biến thành đất vàng, đó là đất lúa. Nhiều anh chị vẫn nghĩ rằng đất lúa chúng ta chỉ để trồng lúa thôi, chúng ta để làm sao là chỉ có là bao nhiêu tấn thóc trên 1 hecta hoặc trên một đơn vị diện tích. Nhưng hiện nay đất lúa còn bán được tín chỉ carbon. Cái thứ hai, từ trước đến nay khi luật đất đai chưa áp dụng thì cái đất lúa sẽ hạn chế cho việc người sử dụng không trực tiếp làm nông, không trực tiếp làm ruộng, không có hộ khẩu trong việc tại địa phương đó, không thể được sử dụng sang nhường cái đất lúa. Thì hiện nay là cái cơ hội cho những anh chị chúng ta có những cái doanh nghiệp cần đầu tư về đất lúa, có những cơ hội để chúng ta làm sao tăng được tiền. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta cần thay đổi ngay trong việc tư duy, là chúng ta cần phải làm gì khi cái đất lúa sẽ được thương mại hóa trên cái việc là không có hộ khẩu tại địa phương, cũng được sang tên, cũng được đựng tên trên cái tài sản mà đất nông nghiệp đó. Và hai nữa là cái hạn mức cũng sẽ được tăng lên. Cái thứ ba là sẽ được đa dạng hóa trên đó, như là được kinh doanh trên đó, nếu có kế hoạch sử dụng đất với huyện sẽ được quy hoạch trên đó thì lúc đó sẽ được tăng được cái giá trị trên đất lúa. Cái thứ ba là doanh nghiệp cũng sẽ được sở hữu sử dụng đất lúa đúng với mục đích nhưng đồng thời sẽ được kinh doanh trên những cái tài sản mà đầu tư như là đất lúa. Đó là những cái điều ba cái tài sản đó sẽ mang đến cho một cái cơ hội mới, một thị trường mới. Và những cái bất động sản đó người ta nghĩ rằng rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu, thì hiện nay đó là những cái cơ hội diện tích lớn, những cái đất nền, những cái khu vực, những cái tín chỉ. Đó là những cái từ khóa mà chúng ta cần phải lưu ý. Nếu anh em chúng ta đang ở một cái địa phương mà có giá trị đất đang thấp, người nông dân đang nghèo, thì là những cái cơ hội, vì họ chưa quan tâm đến cái việc đầu tư là gì, đất cha ông để lại bao nhiêu. Bây giờ tớ cần đất thì cần tiền, thì tập bạn theo đơn vị của một người Á đang dựa trên một cái bảng giá nào đó. Nhưng khi thị trường của những nhà đầu cơ, những nhà đầu tư vào, thì lúc đó là những cơ hội, những tăng tài sản. Nhưng cái gì nó cũng phải bền vững. Nếu chúng ta đẩy giá quá cao thì đồng nghĩa với việc mình sẽ làm mất đi cái cơ hội trong việc bền vững trong thị trường. Vì hiện nay để chúng ta sắp tới có một cái tại sao đất nông nghiệp nó trở thành đất vàng, đấy là cái việc doanh nghiệp nó không còn là áp giá 5 năm cho một lần, mà từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026, tức là luật đất đai được áp dụng sau một năm, thì bảng giá của hàng năm sẽ được định giá lại. Khi doanh nghiệp muốn thu hồi để làm dự án thì đồng nghĩa với việc cũng phải đền bù theo giá của thị trường. Và lúc đó thị trường lên thì đương nhiên đầu vào lên cao, thì cái việc phải đền lại cho những người có đất nông nghiệp để chuyển đổi ra dự án cũng cần phải đền bù cao. Vậy nếu đất nông nghiệp mà được đền bù cao thì đồng nghĩa với việc mình đang cầm những cái việc đấy là tài sản vàng. Đó là cơ hội để đàm phán với các doanh nghiệp, cơ hội để mình hoán đổi từ nông nghiệp sang đất, gọi là thương anh chị gọi là có một cái là tại định cư, đúng không nhỉ? Thì đó là những cái mà mình thương lượng, hoặc doanh nghiệp phải thương lượng với mình trước khi thu hồi đất để làm dự án, hoặc được để làm những cái công trình đến những cái dự án đó. Thì đó là cơ hội cho chúng ta. Khi luật đất đai được áp dụng thì bất động sản, đấy là những cái bất động sản sẽ biến thành đất vàng trong tương lai. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta. Nếu anh chị thấy hay cái video này thì hãy đăng ký bên phải hoặc bên trái của màn hình để chúng ta có cơ hội chờ và xem tiếp những cái tài bất động sản tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh chị.